Tiện cho anh em nghe tiếng bô SC đúc đích của 600RR luôn nè. Cho anh nghe tiếng bô cái baby. Xin chào anh em quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Shop của mình thì không có ngày nghỉ nha anh em. Để quay sơ một vòng báo giá sơ một vòng những xe mà còn lại ở bên shop mình ha. Này đây vệ sinh thay nhớt gửi xe cho 600RR ha anh em ha. Đó, shop mình hôm nay là ngày chủ nhật rồi không có ngày nghỉ ha. Hiện tại shop là còn một em Z8 nè ha. Rồi ba em CBR150, ba con này là đều chung một đời 2022 luôn. Xe thành phố, xe biển tỉnh đều có ha. Đó, chỉ có 40 mấy triệu thôi nha anh em nha. Xe thì rất là đẹp, mới tinh. Rất là đẹp và mới. Anh em nào thích thì cứ ghé shop coi hoặc là inbox mình sẽ gửi clip riêng cho. Rồi đây với 900 khách đã đặt cọc rồi. Đó. Rồi tiếp theo là R15M. R15M thì khách đã đặt cọc luôn rồi nha anh em nha. Một cặp R15M luôn anh em. Đó, quay cho anh em coi giữa R15M với lại CBR150 nè. Anh em chọn xe nào? Đó. Còn mỗi con đều có nét đẹp riêng nha anh em, đó. Đó, ba em CBR 150R ABS. R15M này khách đã đặt rồi. Đó. Rồi, giá chính này đặt luôn. Nhiều anh em hỏi con 650 này cũng có khách đặt luôn rồi nha. Chờ ngày gửi ra Bắc cho khách nha. Gửi ra Hải Phòng nha anh em. Hải Phòng là không lòng vòng. Đây em này. Cái này là mình lên thêm cho khách nha. Khách yêu cầu lên là mình lên luôn. Ở bên mình là hỗ trợ anh em từ A tới Ớ luôn nha anh em. Đó. Anh em chưa có người yêu là hỗ trợ anh em kiếm người yêu luôn nha. Rồi con CB300 này là đang hot nè. Nhiều đồ chơi. Là mình đang lau vỏ sạch sẽ nè cho anh em nè. Đó, con này rất là đẹp luôn. Anh em là inbox có giá tốt anh em luôn nha, chỉ 80 mấy triệu thôi nha. Có chợ sáng rồi đồ chơi đầy đủ, hai chìa khóa đầy đủ luôn anh em. Báo giá nhanh cho anh em. 80 mấy triệu anh em, nào inbox là có giá tốt nha. Có chống đổ đồ này nọ đầy đủ luôn. Bao bảo hành cho anh em luôn. Đó, bảo hành cho anh em sử dụng luôn nha. Xe còn rất là đẹp. Có ba ga để đi xa nè, người ta lên sẵn là mình để lại hết cho anh em luôn. Đó. Cái chủ xe có lên báo số, mình đang suy nghĩ có nên tháo báo số hay là để báo số lại nè. Mình chưa biết là tháo hay để lại cái báo số nè. Đang phân vân. Xe rất đẹp nha anh em, xe này đời 2021 luôn. Này con hạt lây của mình đang chờ ra biển số anh em. Con này mình đang chờ ra biển số hạt lây Davidson. Mình sẽ review cho anh em một cái clip sau ha. Con này khách đặt lâu rồi mà chưa lấy nha anh em. Đó, này lâu lắm mà chưa lấy CBR đời cũ. Rồi con này cũng có khách đặt luôn rồi 15. Con này là của một em trai ở Vĩnh Long đặt nè. Đây là những mẫu xe mà bên mình hiện tại. Con này để chân nha anh em. Con này mình có review rồi á, anh em dư tiền thì mua chạy dở lắm anh em, chạy cùi lắm, chạy yếu xìu. Con da dép này cũng vậy, mua chân cho vui thôi chứ chạy yếu lắm anh em. Chạy thua, khẳng định anh em là con này là chạy thua Exciter nữa. Anh em thích mua về chân chơi thôi chứ mua đi thì chạy yếu lắm. Mấy con này là chủ yếu về chân chơi thôi nha anh em. Anh em mà mua để đi chơi là yếu lắm nha anh em, yếu xìu. Cặp chợ sáng này sáng lắm nha anh em, đã lắm luôn á, gọn đẹp. Xe rất là mới, đầy đủ đồ chơi luôn. Đầy đủ đồ chơi luôn. Đó. Quay cho anh em. Ngày chủ nhật shop mình thì không có nghỉ ngày nào hết. Rồi, ok chưa? Được rồi. Đó. Đầy đủ. Ở bên mình có nhận thu mua nhiều dòng xe nha anh em. Anh em thấy xe bên mình ít là bởi vì có khách người ta đặt trước anh em. Có nhiều xe ví dụ mà
cái dãy này mà ta lấy hết thì muốn đâu còn xe nào đúng không anh em? Đó, dãy này 3 chiếc ta lấy hết nè. Cái này ta lấy hết nè, không đâu còn. Cái này ta lấy là hết luôn. Nếu như mà ta lấy thì cũng đâu còn xe nào để bán đâu anh em. Chỉ còn dãy này là mình mới mua trong 2 ngày. Dãy này mới mua 2 ngày nè. Mới mua 2 ngày là còn. Còn dãy dưới là sạch hết, sạch trơn hết. Rồi ok anh em ha, cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ shop nha anh em. Chúc anh em một ngày thiệt là nhiều sức khỏe nha anh em. À, giờ có khách gọi chắc là đặt xe nữa nè. Khách đang gọi nè. Alo. Dạ đúng rồi, nhưng mà dòng đó bên em bán hết rồi nè. Dạ. Dạ không, em bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Xe mới nó khoảng là 105 triệu á anh. Dạ. Xe mới ở hết có bán á, ở các hết á anh cứ ra đó tham khảo, ở đâu cũng có bán. Dạ. Dạ đúng rồi, anh cứ ra Honda là Honda nó đều trưng những xe đó anh. Dạ. Là sao anh? Có mà anh ở gần em là em thấy mấy cái hết á nó hay dựng mấy chiếc đó ở trước hết á anh. Dạ. Còn ở chỗ anh thì anh đi tùy hết á, chắc tùy hết mấy hết lớn mới có. Dạ. Yeah. Bán xe cũ mà khách hỏi xe mới tư vấn luôn anh em, thấy không nhiệt tình không? Anh hỏi CB150R mới. Bên mình đâu có bán xe mới đâu nhưng vẫn tư vấn cho anh luôn. Và chỉ anh mua đồ này nọ luôn. Một khi khách đã tìm tới mình là người ta đã quan tâm tới mình rồi anh em. Rồi ok anh em ha. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là nhiều sức khỏe nha. Đó, anh em nào mê CBR là qua mình nha, ba em luôn nha. Ok anh em.